Ngày 22 tháng 12, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An có quyết định tiếp nhận ông Trương Tấn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An chờ bố trí công tác. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được mong muốn đồng chí Trương Tấn Sơn tiếp tục phát huy sở trường, kiến thức, kinh nghiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sơn bày tỏ niềm vui khi được công tác tại quê hương Long An. Đồng chí cho biết, đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm và hứa sẽ cố gắng cùng tập thể xây dựng nội bộ đoàn kết, triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ, ra sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ. Ông Trương Tấn Sơn sinh năm 1984, quê tỉnh Long An, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh doanh quốc tế, kỹ sư xây dựng địa chính, cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, Trương Tấn Sơn là phó tổng giám đốc tổng công ty du lịch Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn Tourist. Tháng 3 năm 2020, ông được Hội đồng Nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bầu giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình. Tháng 8 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định công nhận Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Bình nhiệm kỳ 2020 đến 2025 đối với ông Trương Tấn Sơn.